Chào bạn. Có một điều vô cùng chắc chắn mà tất cả phụ nữ đều phải ghi nhớ, đó là phụ nữ muốn ngẩng cao đầu nhất định phải chủ động về tài chính. Tiền không mua được tất cả, nhưng muốn hạnh phúc, tự chủ và độc lập thì nhất định phải có tiền. Điều này cũng có nghĩa, phụ nữ muốn được sống cuộc sống mà mình mong ước, họ phải là người làm chủ tài chính của mình. Thế nhưng có một sự thật là, mặc dù ngày nay hầu hết phụ nữ đã đều đi làm và có mức thu nhập cao, nhưng phần lớn trong số họ thường không dư giả mà lại còn thiếu trước hụt sau. Đặc biệt đối với những người phụ nữ chưa lập gia đình, dù không phải gánh phát trách nhiệm gia đình, cũng chưa có chịu mối lo toan, nhưng mà lương tháng nào nhận về cũng hết tháng đó. Tài khoản tiết kiệm thì không có một đồng. Điều đáng buồn hơn là rất nhiều phụ nữ cho đến khi lập gia đình vẫn không có riêng cho mình một khoản tiền tiết kiệm hay một khoản tiền phòng thân. Đó là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ sau khi bước chân vào mối quan hệ hôn nhân gia đình thường cảm thấy khổ sở vì bị phụ thuộc và mất khả năng kiểm soát cuộc sống. Bạn đừng vội phản biện vì cho rằng dù lấy chồng hay không thì bạn vẫn đi làm, vẫn có thể tự lo cuộc sống của mình mà không cần phải phụ thuộc vào ai. Điều này đúng nhưng chưa đủ cho các bạn. Nói lại trong trường hợp các bạn khỏe mạnh và chưa vướng bận chuyện bầu bì sinh con thôi. Đến khi bạn mang thai, ốm nghén, không thể đi làm được, hoặc là đang trong thời gian mà ở nhà chăm con nhỏ, thì mọi chuyện sẽ khác. Khác rất nhiều so với những gì mà bạn đang tưởng tượng. Trừ khi bạn có kế hoạch cho việc dành dụm tiền trước khi bắt đầu có con. Nhưng việc này sẽ rất khó vì trước khi lập gia đình, bạn có hẳn một khoảng thời gian dài son rỗi. Bạn còn không mảy may có ý định tiết kiệm tiền cho tương lai. Hoặc bạn rất mong muốn có thể tiết kiệm nhưng lương không đủ tiêu nên cũng đành chịu. Thì bây giờ bắt đầu một mối quan hệ hôn nhân với nhiều mối lo toan, bạn nghĩ mọi việc sẽ khó khăn hơn hay dễ dàng hơn? Khó đúng không nào? Thế nhưng có một câu hỏi mà tôi muốn hỏi bạn, thực sự là do lương của bạn không đủ chi tiêu nên không thể tiết kiệm, hay do bạn không biết cách chi tiêu khoa học để giữ tiền? Theo kết quả nghiên cứu thì không phải phụ nữ không có đủ điều kiện tài chính để chi tiêu, mà là họ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng sau đây khiến cho tình hình tài chính của họ luôn rơi vào tình trạng thiếu thốn. Chào mừng bạn đến với kênh YouTube 9 phút kinh doanh đột phá. Đây là nơi bạn sẽ nhận được những bài học chất lượng cao về chủ đề kinh doanh, marketing, bán hàng, phát triển bản thân, các câu chuyện về kinh doanh, bài học thành công. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ 30 phút các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 trong tuần. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký và nhấp vào biểu tượng quả chuông bên cạnh để nhận được những bài học sớm nhất. Sai lầm thứ nhất, mua quá nhiều mỹ phẩm. Làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ, bất cứ ai cũng có quyền khiến mình trở nên xinh đẹp để tự tin hơn. Và công cụ hỗ trợ đắt lực nhất cho phụ nữ đó chính là mỹ phẩm. Đây là khoản chi tiêu vô cùng thiết yếu, không thể không tiêu. Tuy nhiên, vì nó là thiết yếu nên phụ nữ thường mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khiến họ đốt rất nhiều tiền vào mỹ phẩm nhưng không đem lại lợi ích gì. Bạn hãy tự kiểm tra lại bàn trang điểm của mình, bạn sẽ thấy có quá nhiều thỏi son mà rất lâu rồi bạn không dùng đến. Thậm chí có những thỏi son bạn mua về nhưng chưa sử dụng một lần. Thế nhưng bạn vẫn sẵn sàng bỏ thêm nếu bỗng dưng bạn thích một bầu nào đó. Đây là một khoản chi tiêu vô cùng lãng phí mà nếu tiết giảm được, bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền đấy. Bạn thử kỹ mà xem, giá một thỏi son trên thị trường hiện nay đang dao động từ 250.000 đến 800.000 một thỏi. Một thỏi son bạn sẽ dùng được ít nhất là từ 3 đến 4 tháng mới hết. Nếu bạn chỉ đầu tư mua một thỏi son tốt, phù hợp với phong cách trang điểm của mình, thì mỗi năm bạn chỉ cần mua đến 3 thỏi son là đủ. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền trong số hơn chục thỏi son bạn đang vứt lăn lóc trong nhà mà không bao giờ dùng tới. Hãy kiểm tra xem bạn có bao nhiêu hộp phấn trang điểm. Nếu nhiều hơn một hộp thì số tiền đáng lẽ đang trong tài khoản của bạn đã bị tiêu một cách lãng phí vào hộp phấn mà có khi cả năm bạn sẽ không dùng đến một lần. Còn những thứ khác như là bảng mắt, highlight, má hồng, eyeliner, mascara, kem đền, kem che khuyết điểm, vân vân, rất nhiều món nữa, bạn cũng mua rất nhiều và mỗi loại trong những thứ đó bạn chỉ thường xuyên dùng đúng một lọ. Và rồi những lọ còn lại bạn sẽ vứt xó nó cho đến khi hết hạn sử dụng. Không chỉ là đồ trang điểm mà những đồ chăm sóc da như là sữa rửa mặt, tẩy trang, kem dưỡng da, mặt nạ dưỡng da, vân vân. Các bạn nữ cũng có xu hướng là mua rất nhiều, đặc biệt là vào các dịp sale, và rồi kết quả là tiền thì cháy túi. Còn đồ mua về có khi để hết hạn sử dụng trong tủ lạnh cũng không hề hay biết. Đó là lý do khiến phụ nữ tốn tiền đó các bạn. Lời khuyên của tôi dành cho các bạn đó là đừng lãng phí tiền mua nhiều hơn một món đồ cho mỗi loại. Dù bạn có mua nhiều hơn thì điều mà tôi chắc chắn đó là bạn chỉ dùng một lọ cho mỗi loại mà thôi. Vì vậy, hãy chọn cho mình những hãng mỹ phẩm tốt và mua những thứ cần thiết.
dùng hết rồi mới tiếp tục mua, bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền đó. Sai lầm thứ hai, mua quá nhiều quần áo và phụ kiện thời trang. Em không có gì để mặc là câu đối vui dành cho phụ nữ. Thường thì phụ nữ có rất nhiều quần áo, váy vóc, nhưng họ luôn cảm giác là mình không có cái gì để mặc. Nguyên nhân là vì hầu hết phụ nữ đều không thích mặc đi mặc lại nhiều lần cùng một bộ quần áo. Họ mua rất nhiều đồ, có người còn shopping hàng tuần, hàng tháng. Thế nhưng kỳ lạ là không phải món đồ nào họ mua về, họ cũng đều sử dụng. Tâm lý mua hàng của phụ nữ được quyết định phần lớn là vì giá và vì nhìn thấy đẹp. Thế nhưng, khi mua về, có khi họ còn không mặc lấy một lần. Không chỉ đối với quần áo, mà những món phụ kiện như là giày dép, túi xách, họ cũng mua rất nhiều. Trong khi nhu cầu bình thường của họ chỉ một là đủ. Nếu bạn dư giả, giàu có thì không nói làm gì. Nhưng đằng này, tiền bạn tiêu hàng tháng cứ thiếu trước hụt sau. Mà kỳ lạ ở chỗ rất nhiều người, mặc dù không có tiền, vẫn sàng sàng vay mượn để mua cho bằng được một món đồ mà mình thích. Nợ nần từ đó mà ra chứ đâu. Đến khi tiền đổ hết vào quần áo cũng không mài ra ăn được. Đến khi đau ốm, không có tiền mua thuốc thì quần áo cũng không làm bạn khỏi bệnh được. Vậy thì bao nhiêu vốn liếng của đã đổ hết vào đó có ý nghĩa gì? Với những người chưa dư giả thì việc trước hết cần phải làm đó là tiết kiệm. Tôi không khuyên các bạn sống keo kiệt, bủn xỉn, không khổ sở để tiết kiệm tiền, nhưng hãy chỉ dùng vừa đủ. Quần áo mua vừa đủ thì nhà cửa cũng sẽ rộng rãi hơn. Bạn cũng không phải mất hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để nghĩ xem mình nên mặc gì. Và quan trọng hơn là bạn có thể tiết kiệm được rất rất nhiều tiền. Đây mới là tài sản của bạn, là thứ có thể giúp bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Sai lầm thứ ba, kiện mua hàng giảm giá. Mua hàng giảm giá nghe có vẻ là một cách chi tiêu rất tiết kiệm, nhưng thực tế thì không hề như vậy. Bạn có đồng ý với tôi sau mỗi đợt sale, bạn sẽ rơi vào tình trạng là tiền không ví rỗng, đúng không? Bạn nghĩ sale là dịp bạn mua được hàng với giá hời, và vì thế bạn mua sắm một cách vô tội vạ, mà không hề cân nhắc xem món hàng đó có thực sự cần thiết không, hay chỉ mua về để đấy. Khá nhiều người có suy nghĩ trước sau gì thì cũng phải mua. Mua lúc còn rẻ có phải tốt hơn không? Nhưng bạn biết đấy, mỗi năm có rất nhiều dịp sale mà không có dịp sale nào là bạn không cháy túi cả. Vì vậy, bạn cần phải suy nghĩ về những món đồ sale mà mình mua. Có món đồ nào lãng phí không? Có món nào chỉ rẻ mà mua chứ thực tế là mua về bạn không dùng đến không? Có món nào bạn mua quá nhiều đến nỗi hết hàng sử dụng bạn cũng không biết không? Chắc chắn là có đúng không? Bạn phải suy nghĩ thế này, đồ dùng mặc dù rất quan trọng, chứ sau gì mình cũng phải mua. Nhưng thay vì mua rất nhiều để rồi có khi không dùng kịp. Sắp hết hàng sử dụng, bạn phải dùng cố cho đỡ phí thì hãy mua đủ dùng, dùng hết rồi lại mua tiếp. Bởi vì những lúc cần thiết thì mới có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Chứ những đồ bạn mua rồi cũng không thể bán ngay mà lấy tiền được. Thế nên, bất cứ lúc nào, bạn cũng phải để cho mình một khoản tiền dự phòng để dùng lúc cần thiết. Hạn chế săn sale, hạn chế mua đồ tích trữ, tiền bạc của bạn sẽ dư giả hơn. Sai lầm thứ tư, mua hàng theo trend. Chạy theo trend hay còn gọi là chạy theo mood là sai lầm mà nhiều chị em mắc phải. Đây cũng là nguyên nhân khiến chị em rơi vào tình trạng tiền khô cháy túi, tương lai cũng héo mòn. Chỉ vì thích trưng diện mà mua sắm quá nhiều. Không chỉ dừng lại ở trang phục, váy vóc, giày dép, mà nó còn là những nữ trang, nước hoa, xe cộ, đầu tóc, phẫu thuật thẩm mỹ theo xu hướng, lối sống vân vân. Nếu không có cho mình một lối sống và phong cách ổn định, cũng như không xác định được mục tiêu tiền bạc cụ thể cho tương lai, thì chị em dễ dàng rơi vào cái bẫy kiếm được đồng nào tiêu hết đồng nấy. Sai lầm thứ năm, chạy theo hàng hiệu. Youtuber sử dụng hàng hiệu không chỉ ở những chị em trăm anh thế Việt, mà bất cứ ai cũng mong muốn được sở hữu những món đồ hiệu đắt giá. Nó không chỉ là vẻ đẹp, mà nó còn là khí chất, danh vọng, địa vị. Vì vậy, đồ hiệu luôn là một cơn nghiện mà nếu ai đó lỡ dính vào khó lòng mà dứt ra được. Thế nhưng chị em cũng phải thật tỉnh táo để biết mình phù hợp với cái gì. Nếu tài chính không dư giả mà chạy theo hàng hiệu đắt đỏ thì chẳng khác nào đốt tiền để thiêu rụi tương lai của mình. Bạn không phải tư duy bất cứ món đồ nào trên đời này sinh ra cũng đều vì mục đích phục vụ cho con người. Mình mua hàng hóa cũng để phục vụ cuộc sống của mình, làm cho chất lượng cuộc sống tốt hơn, thuận tiện hơn. Đừng bao giờ chỉ vì sự sĩ diện, vì muốn thể hiện bản thân, thể hiện đẳng cấp mà chạy theo những món đồ đắt đỏ xa hoa. Để rồi khi sở hữu được, chính bản thân chúng ta lại trở thành nô lệ cho những món đồ đó. Không ít người cố gắng tiết kiệm, vay mượn để mua cho bằng được một món đồ. Đến khi sở hữu rồi thì lại không dám sử dụng vì sợ hư, tiếc tiền. Như vậy, điều có đáng không? Hãy mua những thứ mà bạn thực sự cảm thấy cần thiết, những món đồ có thể phục vụ cho cuộc sống của bạn. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.
Đó là 5 sai lầm trong cách chi tiêu hàng ngày mà các chị em phụ nữ thường mắc phải. Hãy lưu ý đến 5 sai lầm này để tránh xa nó. Có như vậy các bạn mới có thể có một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc và dư dả về tài chính. Hãy like và share nếu bạn thấy video này hữu ích và giúp đỡ được cho nhiều người. Đừng quên đăng ký kênh của tôi và nhấp vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi tôi xuất bản video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.